cực giòn nha cả nhà. 320. Xin chào cô chú chị và các bạn, quay trở lại kênh An Toàn Sài Gòn và du lịch nhé. Này mình tiếp tục ghé đến hàng heo quay Kim Mai, quay chặt heo quay giới thiệu đến cô chú chị bạn cùng đón xem nhé. Bây giờ Ly đang chặt heo quay hấp dẫn nhất cả nhà. Heo quay đây ba giòn 320.000 một ký. Rồi chị Nga mang mít cho Ly ăn luôn đó. 320 chị ăn quá rồi tham ăn ghê luôn. Giấu liền luôn trời. Ừ, nó lẹ hơn em nữa. Thôi em ngồi đây làm gì lẹ. Đây là thịt ba giòn buổi sáng mới ra lò. 60.000 xuất xứ. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Cư Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6 giờ 30 sáng đến 18 giờ cả nhà. Bao nhiêu á? 70 luôn hả? Hả? Chặt 70 luôn hả? Đúng rồi, 200 gram là 70 chú. Vậy hả? Chú phải 32 hả? Không. Vậy là 200 gram phút xíu. Chặt thôi. Đổ nguyên ha. Đổ nguyên ha. Giờ là 32.000 một lạng, chặt hơn đó. Là hơn nữa cơ chú ơi. Hơn là thành 70. Đây chẳng phải 35.000 một lạng. Chắc chặt không chú ơi. Chú lấy gì chú? Lấy 100.000 đi con. Chặt không chú? Chặt luôn. Chặt 100.000 nha. Ly chặt heo quay rất nhanh. Bụp bụp. Gặp chị quên mất chưa chào. Chào luôn. Vâng, chị nói em bảo đến chào. Cái thịt đó băm ra làm bánh mì đó cả nhà. Đây giờ rồi. Ăn thử thế khen ngon à. Đây là sườn non 300.000 một ký cả nhà. Xá xíu 300. Cái tai heo này 220.000 một ký. Bánh mì heo quay đây khách mua rất nhiều. Thank you.
chặt miếng heo quay nó đẹp hơn mọi ngày hay sao hả? Nhìn nó đẹp quá. Nghĩa là chặt miếng heo quay nhìn nó đẹp quá hả? Chắc hôm nay là vui chặt đẹp hơn đó. Khách mua bánh mì rất nhiều. Xem cân này, một tí đó, đúng. Để thau thịt vào bên nước chan vào bên hả? À làm vậy cho nó xoay cái người cho cái eo của nó thon phải không? À. Ghê vậy. Ghê vậy có tha luôn rồi. Ly này nghe nói chuyện vui quá hả? À, nói vui thôi nữa gì nữa. Nói mà chị Nga chứ cười.
15 cam ổn rồi nhỉ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm toát mồ hôi rồi. Khách buổi sáng là rất đông. Em làm câu 500 mà giật mình chứ. À. Xá xíu rồi kìa. Tự em mà sắp heo quay luôn này. Heo quay. Tiếp qua chị Nga ngồi ghế nóng cho heo quay luôn. Quay mới trở ra này, quá trời. Chú Thanh hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khách đến mua heo quay đông quá trời. Bát mồ hôi rồi. Khách rất đông. Ly được ông trời ban cho cái tính năng thiên phú à, tính tiền rất nhanh, chặt heo tính toán nhanh, thấy là rất nhanh nhẹ. Nhiều người xem mà người ta thấy là tính tiền nhanh quá. nhẩm mới ra rồi, cái đó gọi là bản năng thiên phú của trời cho đó. Quá trời heo quay. Vạt đầu vạt đuôi cho nó đẹp luôn này. Mồ hôi quá trời luôn này. Yên tâm bỏ Ly đi đâu mà giờ chưa thấy về. À. Uống cà phê luôn hả? Chặt cho anh đẹp đẹp nghe chưa? Cười. Đó, chặt đẹp đó. Thẳng tắp luôn. Đặt cho đó,
30k. Quay hấp dẫn các bạn nhé. Rồi. Đã. Nhà quay đây là thơm nước mũi. Có bánh mì không chị? Ổ nha mẹ. 5.000 một ổ. Lấy mọi ổ đi. Sao? À. Sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú chị bạn rất nhiều nhé. Cô chú chị bạn ai đi mình học quay bánh mì thì ghé đây ủng hộ nhé.